Kính thưa Hậu Thánh, cái đề tài mà tôi thưa với quý vị sáng hôm nay đó là tấn tới trong Chúa, trong câu gốc mà người hướng dẫn là chúng ta đọc hai lần đó, là trong Phi-rơ thứ nhì, đoạn 2, câu 3 tới câu 18. Chúng ta đã đọc Kinh Thánh Philip qua đoạn 3, từ câu 4 tới ngược câu 14. Xin quý vị theo dõi cho. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phi-rơ khích lệ mỗi chúng ta rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa của chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Mỗi chúng ta cần phải tấn tới. Cuộc sống theo Chúa của chúng ta là chúng ta phải cần tấn tới, và phải cần tấn tới như thế nào. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cuộc đời của sứ đồ Phao-lô để thấy chúng ta cần phải tấn tới như thế nào. Xin thưa với quý vị, từ câu 4 tới câu 9 đó, thì quý vị đã nghe rồi đó. Ông Phao-lô ông có tất cả mọi điều, không phải ngày xưa thời bấy giờ mà mãi cho tới ngày hôm nay thì mọi người vẫn còn tìm kiếm, ao ước, vẫn khen ngợi. Nhưng mà thưa quý Hậu Thánh, là sứ đồ Phao-lô ông có tất cả những điều đó rồi, thì ông lại nói rằng tôi chưa đạt những điều mình cần có. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, ngày xưa khi Hậu Thánh Philip, có một số người suy nghĩ rằng họ đã làm được hầu việc Chúa lâu năm, họ đã làm được điều này điều kia, thì như vậy đó thì họ nghĩ rằng mình đã đạt được rồi. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói rằng xin đừng nghĩ như thế, vì chính ông cũng chưa đạt được điều mình cần có. Ở trong câu 12, Phao-lô nói rằng tôi chưa diệt giải. Ông suy nghĩ rằng cuộc đời theo Chúa giống như một cuộc chạy đua mà ông chưa hoàn tất trên đường chạy, và ông phải tiếp tục trên con đường chạy. Và một người đang chạy đó thì người đó không có quyền được nghỉ ngơi. Thưa quý cụ, ông quý bà, anh chị em, khi mình chúng ta theo Chúa đó thì chúng ta không có nghỉ ngơi được. Một người thật sự theo Chúa đó là một người ước ao để làm công việc Chúa nhiều hơn, mỗi ngày càng nhiều hơn. Dĩ nhiên tuổi tác nó cũng làm cho chúng ta bị giới hạn. Tôi biết rằng ở đây cũng có những người lớn tuổi. Tôi hạnh đêm qua tôi có gặp cô giáo của tôi là cô Thành. Tôi là người hết sức quý mến cô. Không chẳng những mà ở đây không, nhưng tất cả mọi nơi khác khi học lần trường Chủ nhật, đó là những bài mà cảm ơn Chúa đã dùng cô để mà soạn dạy hướng dẫn chúng ta trong con bước đường chúng ta theo Chúa. Có một lần tôi gặp một sư Thomas Tobin, thì ông hãnh diện, ông là Tôn Thất Bình, tại ông sanh ra Việt Nam. Ông nói bây giờ thì công tôi hưu trí rồi, nhưng hưu trí về tổ chức mà thôi, còn công việc của Chúa thì không bao giờ hưu trí, cho đến khi nào chúng tôi hưu trí thì chúng ông mới là hưu trí. Tôi cảm ơn Chúa, ông Chúa đã sử dụng ông trong những ngày tháng qua. Chúa cho ông có sức khỏe đầy đủ và Chúa nhớ ông hết sức là tốt đẹp. Ông đã đưa dẫn rất nhiều người, không phải là người Mỹ mà rất nhiều trong số đó có những người Việt Nam chúng ta đã đến biết nhận Chúa. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Ngày hôm nay tôi cũng hy vọng và cầu nguyện cho tất cả những quý vị lớn tuổi ở đây, thì chúng ta cũng nghĩ là sự có mặt của quý vị ở đây là sự khích lệ cho chúng tôi là những người trẻ. Thành ra cái điều đó mà chúng tôi đã cảm ơn Chúa. Và tôi khi tôi nghe một sư Tôn Thất Bình nói thì tôi rất mừng và cầu nguyện cho ông. Ở trong các vua thứ nhất đoạn 18, đặc biệt là đoạn 19 câu 1 và câu 2 đó, thì chúng ta nhớ tiên tri Eli sau khi trên núi Cạc Mên một mình đứng trước vua Ahab, trước mặt dân sự Israel, một mình ông đứng trước 450 thần ba anh và thử thách, rồi ông chiến thắng một cách oanh liệt. Nhưng mà thưa quý vị, sau đó chỉ có một lời hăm dọa của hoàng hậu Saben thì ông liền bỏ chạy. Và ông nói thưa với Chúa rằng con hầu việc Chúa như vậy là đủ rồi, Chúa đối xử với con như vậy là đủ rồi. Và quý vị biết ông xin chết, nhưng mà nó Chúa nói không, Chúa sai thiên sứ đến và vỗ ông dậy kêu ông hãy dậy, hãy tỉnh thức và dậy mà ăn, vì đường còn xa quá cho ngươi. Đức Chúa Trời muốn sử dụng ông, muốn ông ở trong bàn tay của Ngài, để rồi sau đó Đức Chúa Trời tiếp rước ông lên bằng ngựa lửa, như quý vị đã biết. Rồi sau Phao-lô tiếp tục nói rằng ông chưa đến nơi trọn lành, trong câu 12 phần C, nếu quý vị theo dõi Kinh Thánh đó, thì có nhiều người thắc mắc rằng mình chưa đến nơi trọn lành mà bảo rằng anh em hãy bắt chước tôi, thế là làm sao?
Bắt chước mình là khi nào mình đến trọn lành chứ. Cái này mình chưa đến trọn lành mà bảo người ta hãy bắt chước mình. Thì ông có thưa điều này với trình bày điều này trong Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 1 đó. Là hãy biết trước tôi như chính tôi bắt chước Chúa Giê-xu. Ông nói với mọi người rằng tôi đang bắt chước Chúa Giê-xu. Và quý vị trong thánh đường sáng hôm nay cũng là một điều là mình bắt chước Chúa của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta bước tới để rồi chúng ta càng giống Chúa càng hơn. Cái phần thứ hai mà tôi muốn thưa với Hậu Thánh đó, tại vì thì giờ tôi hết sự ngắn, thành là một sư cho tôi cứ ráng ngắn thì tôi đi hơi nhanh một xíu. Cái phần thứ hai là nhắm mục đích để mà chạy. Thì câu 14 phần B đó, tôi đang chạy có nghĩa gì? Ở đây ông sứ đồ Phao-lô muốn cho chúng ta biết điều gì? Đó là tôi trên con đường chạy tới chứ không phải là chạy lui. Ok. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, một người thật sự theo Chúa thì người đó mỗi ngày phải đi tới. Mỗi ngày phải giống Chúa càng hơn. Vẻ đẹp của Chúa phải thể hiện qua đời sống của chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đồng bào Việt Nam chúng ta sống tại địa ngoài này, họ chưa biết Chúa là ai. Nhưng mà họ biết Chúa qua đời sống của quý vị và tôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là đại diện của Chúa. Vì vậy cái điều mong ước của tôi và quý cụ của anh bà chị em sáng hôm nay, đó là xin vẻ tươi đẹp của Chúa hiện ra trong tôi. Qua đời sống của chính tôi. Và quý cụ, quý ông bà, chị em, bởi vì con đường chúng ta theo Chúa nó không phải dễ dàng đâu. Chúng ta cầu nguyện Chúa chúng ta giống Chúa càng hơn. Giống Chúa ở điểm nào? Giống Chúa trong sự vinh hiển thánh khiết, giống Chúa trong sự yêu thương, giống Chúa trong sự hiệp một. Có một lần theo lời mục sư quan nhiệm đã trình bày đó, thì có một lần khi tôi còn làm ủy viên vùng Tây Nam là tiểu bang Texas và Louisiana, thì tôi được đi thăm một hội thánh, trong đó có ban nam giới họ mời. Và khi tôi đến nơi thì chúng tôi biết rằng ban nam giới có sự mâu thuẫn với nhau, cái sự chia rẽ không hiệp một. Thì tôi được mời cầu nguyện, thì tôi thưa với Chúa rằng những người đây họ là xưng họ là môn đồ của ai? Chúa Giê-xu nói gì? Nếu các con yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các con là môn đệ của ta. Còn nếu các ngươi không yêu nhau thì như vậy quý vị là môn đồ của ai? Ai cũng xưng mình là con cái của Chúa, nhưng mà không có sự yêu thương, không có sự hiệp một, thì làm thế nào để chúng ta có thể đem những điều này cho đồng bào, đồng loại chúng ta? Khó lắm quý vị ơi. Cái điều quan trọng cần thiết là chúng ta phải hiệp một, chúng ta phải yêu thương, và chúng bày tỏ cái yêu thương này ở trong vòng chúng ta trước. Tôi có thưa với Hậu Thánh và tôi có nói chuyện riêng nhà tôi đó, tôi không thể nào đem hạnh phúc cho người khác trong khi gia đình mình tan nát hết. Cái đó người Mỹ nó gọi là happy quit đó, là dối giả, giả dối đó. Thành vì đó chúng ta cầu xin Chúa ban cho Hậu Thánh chúng ta, những người ở trong thánh đường sáng hôm nay, chúng ta có lòng yêu thương Chúa, có tinh thần hiệp một, thì như vậy thì chúng ta mới hy vọng rằng chúng ta đem lời Chúa cho những người xung quanh, những người chưa biết Chúa. Quý vị có thể tưởng tượng không, khi họ tới đây ở ngoài đời quý vị, họ không thua gì chúng ta hết trơn đó. Tất cả cái gì họ cũng hơn mình đó. Học hành họ cũng hơn, trí thức họ cũng hơn mình, giàu có cũng đầy đủ. Họ chỉ thua mình một điều đó là không có lời của Đức Chúa Trời và không có tình yêu thương. Mà khi họ vào hội thánh của mình mà họ chỉ thấy là mình cứ cắn đắng với nhau, cắn nuốt với nhau, thì như vậy thì có gì khác đâu quý vị. Thế nên cầu xin Chúa, tôi là những người đi sau, và tôi cầu xin Chúa, tôi khi mỗi lần
Tôi nhắc đến là gần Chúa, tình yêu thương cả thể của Chúa. Xin lỗi quý vị. Tôi không thể nào cầm lòng được. Vì tình yêu thương của Chúa nó quá cao đẹp quý vị ơi. Chúng ta không có đáng gì trước mặt Chúa hết. Không có một người nào ngồi đây mà có thể nói một điều là Chúa yêu tôi là tại vì tôi được điều này điều kia. Không có cái việc, không có người nào có hết. Ở đây sứ đồ Phaolô tiếp tục nói rằng ông đang chạy ở trong câu 12 đó. Điều đó có nghĩa là ông đang chạy đua. Thưa quý cụ, quý ông bạn chị em, chúng ta đang chạy đua theo kiểu nào, theo loại nào? Có người nói là khi cuộc đời theo Chúa chúng ta thì cũng như một cuộc chạy đua. Chạy đua đường dài, chúng ta chạy đến khi nào chúng ta gặp Chúa thì đường đua có chấm dứt. Có phải vậy không quý vị? Cái đó tôi thấy cũng đúng phải không? Nhưng mà có người khác nói không, tôi thích cái hình ảnh thứ hai hơn, có nghĩa là chạy đua nước rút. Bởi vì thời gian không còn bao lâu, cho nên ma quỷ giận hờn, giận hoãn mà đến cùng các anh em trong Khải Huyền đoạn 12, câu 12 phần B. Vì vậy chúng ta mỗi người hãy tận dụng thời giờ, chụp lấy mọi cơ hội để rồi chúng ta làm công việc Chúa, đặc biệt là sứ mạng mà Chúa giao cho đầy tớ Chúa và chính mời tôi và cùng toàn thể quý vị. Chúng ta không có còn thời giờ bao lâu nữa. Nhưng mà có một người thứ ba thì anh rất thích cái hình ảnh thứ ba lắm, là cuộc chạy đua tiếp sức. Năm 1996 tôi được công ty cho đi dự lễ Thế vận hội ở Atlanta. Và trong cuộc chạy đua quý vị, tất cả những người chạy đua đường kinh đó thì quý vị biết là nhất nhì ba thôi. Nhưng mà có một người mà chúng tôi hậu trường khoảng chừng 80 người mà đứng dậy vỗ tay anh, vì anh là cái người sau cùng, trong khi họ chạy hết trên về hết rồi đó thì anh vẫn còn chạy. Cái lý do mà chúng tôi đứng hoan hô anh là tại vì anh không có bỏ cuộc. Anh là một người giỏi trong nước của anh, nhưng mà anh đương chạy với một số người rất giỏi thì vì lý do đó, nhưng cái điều quan trọng chúng tôi hoan hô anh đó là tại vì anh không bỏ cuộc. Yeah. Đó là cái điều chúng ta, tôi cũng mong rằng chúng ta cũng như vậy. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta chạy làm sao để rồi những người tiếp tục chức vụ chúng ta. Chúng ta không thể chạy giữa đường là bỏ dở. Chúng ta không thể trao cái cây gậy cho người khác nếu chúng ta chưa hoàn tất cái đường chạy của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người ở đây trước mặt Chúa, chúng ta phải hoàn tất để rồi chúng ta có thể trao cho những người tiếp nối chức vụ của mình, con cháu của chúng ta, anh em chúng ta, những người cận thân chúng ta, họ thấy rằng cuộc đời theo Chúa của chúng ta có phước hạnh hay không? Chúng ta có làm vinh danh Chúa hay không? Mà nếu mà chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta phải đến với Chúa và xin Chúa tha tội cho chúng ta để chúng ta làm trọn sứ mạng. Chúng ta không thể như nào giao phó cái gậy cho những người kế tiếp chúng ta nếu chúng ta chạy giữa chừng rồi bỏ cuộc. Vì vậy, chính mình tôi cũng cầu nguyện Chúa mỗi ngày, xin Chúa cho con có sức của Chúa, có ơn của Chúa, để rồi con hoàn tất con đường mà con phải nhận lãnh nơi Chúa. Cái điểm thứ ba là nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau. Cái phần này có hai phần quý vị. Phần A là phải quên những điều thất bại. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, bởi vì nếu chúng ta luôn nhớ đến những điều mà chúng ta thất bại thì không thể nào chúng ta tiến tới được. Có phải vậy không quý vị? Chúng ta sẽ nản lòng. Nếu sứ đồ Phi-e-rơ lúc nào ông cũng nhớ là ông đã từng chối Chúa, không phải chỉ một lần mà mấy lần quý vị? Ba lần. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Có lẽ ma quỷ lúc nào cũng nhắc tới ông Phi-e-rơ, anh nhớ nhé, anh đã từng thề ước với Chúa của anh, với thầy của anh đồng sống đồng chết, nhưng mà khi lúc thầy của anh cần thì anh chối Chúa. Anh đã làm cho thầy anh rất hết sức là đau lòng. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, nếu sứ đồ Phi-e-rơ lúc nào cũng nhớ đến những thất bại của mình
thì ông không thể nào đi tới được. Nhưng sứ đồ Phêrô nhớ đến câu nói mà Chúa Giêsu khi Ngài sắp từ giã ông, Chúa nói gì? Này Satan đương sàn sả ngươi như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho ngươi. Vậy sau khi ngươi hối cải, hãy làm vững chí cho anh em mình. Mặc dù sứ đồ Phêrô đã thất bại, nhưng ông nhớ lại tình yêu bao la và sự chăm sóc của Chúa trên cuộc đời của ông. Vâng, quý vị biết ông thất bại, nhưng mà ông biết rằng chính Chúa đã đỡ ông dậy và tha thứ cho ông. Và nếu trong vòng chúng ta sáng hôm nay, nếu có ai đã và đang thất bại, thì tôi cầu mong quý vị hãy đến với Chúa, hạ mình xuống trước mặt Chúa, thưa với Chúa mọi điều thất bại của mình, xưng tội với Chúa, ăn năn hối cải với Chúa. Và quý vị tin chắc một điều, quyết chiên con của Đức Chúa Trời sẽ làm tẩy sạch mọi tội lỗi của quý vị. Có phải không quý vị? Quý vị nếu đồng ý quý vị amen. Cảm ơn quý vị. Quyết của chiên con sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi của mình, chứ không phải một tội. Dầu các ngươi tội các ngươi đỏ như hồng điều, thì quyết của Chúa cũng làm cho các ngươi trắng như tuyết. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Sau đó chúng ta để nó vào chỉ vãng, rồi cầu xin Chúa thêm sức mới cho mình. Đức Chúa Trời ban cho sức mới cho mình, để rồi chúng ta sẽ bước tiến cùng Chúa. Chúng ta đừng để ma quỷ nó hù chúng ta. Anh, chị, ông bà làm sao có thể hầu việc Chúa được? Tại vì tội lỗi của ông bà có. Ở đây có ai không có tội không quý vị? Dạ, ok. Thì đừng để cái đó mà ma quỷ nó ru ngủ mình, nó làm cho mình không tiến tới được Chúa. Ma quỷ khôn ngoan lắm quý vị ơi, hết sức là khôn ngoan. Và chúng ta biết chắc một rõ một điều là quyết chiên con của Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch mọi điều chúng ta. Rồi chúng ta sẽ chôn nó vào quá khứ. Chúng ta bước tới sự sức mới mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị và tôi. Cái phần B, hãy quên lửng những thành công. Chúng ta hãy đừng để những thành công trong quá khứ nó làm cho chúng ta tự mãn. Vì tôi đã làm được việc này, việc kia, điều này, điều nọ, tôi có khả năng này, khả năng nọ. Tôi tin chắc rằng ở đây không có đâu, nhưng một những vài hậu tấn tôi tới thăm trong cái lúc mà chúng tôi làm ủy viên vùng đó, thì có nhiều người dám nói mà lộng ngôn cái việc nếu không có tôi thì làm sao cái việc hậu tấn có thể hoàn tất được. Quý vị ơi, ai làm? Quý vị nhớ lại khi tiên tri Eli, ông đứng trước các thằng bà anh đó, ông làm gì? Có phải tiên tri Eli sai lửa, khiến lửa từ trời xuống không? Không, ông chỉ cầu nguyện mà thôi quý vị. Đức Chúa Trời mới khai lửa, khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt của. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi làm được. Không, chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa làm. Ngày hôm nay tôi và quý vị có thể đưa những nhiều người đến về hậu thánh của Chúa, đến với nhà của Chúa. Nhưng mà ai đã làm cho những tội nhân trở nên thánh nhân? Đâu có phải là quý vị và tôi. Đức Chúa Trời đã làm cho những người tội nhân trở nên thánh nhân. Vì vậy chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa tiếp tục làm việc qua đời sống chúng tôi. Mỗi ngày xin Chúa làm cho đời sống, cho qua đời sống chúng con, để rồi con có cơ hội để đem những người hư mất trở về với Chúa. Mà đó là trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta mỗi người. Quý vị mỗi đầu tháng quý vị nhận tiệc thánh, quý vị biết rồi. Hãy rao sự chết này cho đến lúc này đến. Mà không phải quý một sự quản nhiệm, không phải quý vị trong ban chấp hành, mà tất cả mọi người khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm đó. Xin Chúa thêm sức chúng ta tiếp tục làm trong cuộc đời chúng ta, qua cuộc đời của chúng ta, để rồi nhờ đó chúng ta sẽ đem rất nhiều người về. Cũng trong câu 14, thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô nói là bươn theo sự đằng trước. Ở đây có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta hướng, luôn luôn hướng về phía trước. Sứ đồ Phao-lô khi ông nói chuyện với người con tinh thần của ông, thuộc linh của ông là Timôthê, thì ông nói gì?
con hãy trở nên người lính giỏi. Tôi biết ở đây chắc có thể, cũng có nhiều người đã trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một người lính khi ra trận thì không thể để cuộc việc đời nó làm lụy mình. Có phải vậy không quý vị? Mà phải luôn luôn hướng về phía trước, hướng về công việc mà mình đang nhận ở nơi Chúa, đang nhận của Hậu Thánh. Đừng để những điều xung quanh nó làm mình chi phối cuộc đời của mình. Luôn luôn hướng về phía trước cũng có nghĩa là bền bỉ tiến tới, không bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi stand up ovation cho hơn 80.000 người ở trong hậu trường mà vỗ tay cho anh kia, anh về trễ, anh về cuối cùng, là tại vì anh không có bỏ cuộc. Cuộc đời chúng ta cũng vậy quý vị, mình không có bỏ cuộc, bền bỉ tiến tới, luôn hướng về phía trước. Tôi nhớ rất rõ là hôm nãy tôi có thưa quý vị đó, thì năm 1996 là Thế vận hội tổ chức tại Atlanta đó, thì công ty chúng tôi cho phép chúng tôi được đi dự ở nơi đó. Quý vị, họ cho chúng tôi đi một tuần hai vợ chồng thôi, mà quý vị họ cung cấp 30.000 đồng để quý vị. Cái tiền ăn, tiền máy bay, di chuyển không là bao nhiêu trơn, tiền hotel. Nhưng mà cái tiền mà đưa chúng tôi ra, chúng tôi vào, cái an ninh đó mà là, mới là quan trọng. Tôi cảm ơn Chúa, thật sự tôi chả là cái gì trơn đó. Nhưng mà trong ơn thương xót của Ngài, Chúa cho tôi được hầu việc Chúa, đi nơi này nơi kia, tham quan thắng cảnh những mọi nơi mà Chúa cho tôi chưa bao giờ thấy được. Trong ơn thương xót mà Chúa ban cho chúng tôi điều đó, chúng tôi rất cảm ơn Chúa. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, cuộc đời theo Chúa chúng ta không phải dễ dàng đâu quý ơi. Chúng ta phải không phải đi trên con đường trải qua đâu. Có những người kinh nghiệm hầu việc Chúa quý vị biết rồi đó. Nhưng mà trên con đường theo Chúa đó có những tấm lòng nở hoa quý vị. Bởi vì lý do đó mà ngày hôm nay cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã duy trì Hậu Thánh của Ngài trong suốt bao nhiêu chặng đường. Mà ngày hôm nay có rất rất nhiều đồng bào Việt Nam chúng ta đã tiếp nhận Chúa, và qua cái điều đó họ cảm thấy họ nhận những điều ân lành mà Chúa đã ban cho. Vì vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta bền bỉ tiến tới để rồi chúng ta có thể đạt được mục đích. Tôi xin nói nhanh vấn đề thứ tư là xác nhận rõ mục đích của mình. Ở đây sứ đồ Phao-lô muốn xác nhận rõ mục đích, và mỗi chúng ta cũng cần phải xác nhận rõ mục đích của mình, đời sống riêng tư của mỗi người. Thi Thiên 139 câu 13-14, không có thời giờ để tôi đọc cho quý vị. Chính Chúa Giê-xu nắng lên tâm thần tôi và thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì được dựng lên một cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa rất thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. David thưa với Chúa rằng sự hiện hữu của ông và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, không phải là vô cớ đâu quý vị, không phải là vô cớ đâu, mà Chúa có mục đích của chương trình của chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, xin Chúa cho chúng ta xác nhận rõ mục đích của chúng ta. Chúa đặt quý vị tại đây ở điều mua này để làm gì? Mà nếu mà quý vị thành thật thưa với Chúa và Chúa bày tỏ cho quý vị, thì quý vị sẽ hầu việc Chúa một cách tốt đẹp hơn. Và tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho quý vị mỗi ngày càng giống Chúa càng hơn. Yeah. Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 21, Chúa nói gì? Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta. Mục đích của Chúa tạo chọn dân Do Thái để làm gì? Là để dân Do Thái họ ca ngợi khen ngợi Chúa. Mà qua sự khen ngợi của Chúa đó thì nhiều người họ được phước. Mà thưa quý vị ơi, họ dân Do Thái họ không biết điều đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng, buổi sáng hôm nay chúng tôi cũng cầu xin cho quý vị, xin Chúa mở mắt quý vị để quý vị thấy rõ cái điều này. Chúa chọn chúng ta ở tại Hậu Thánh này để làm cái gì? Chúng ta có luôn luôn ca ngợi Chúa không? Chúng ta có để học Chúa là trên hết trong cuộc đời chúng ta không? Có một bài Thích Ca mà tôi rất thích. Bài đó là trong Thánh Ca 467 đó. Cái dòng thứ nhì hát như vậy: xin Cha yêu thương tha tội con với những ý nghĩ sai lạc xưa, vì coi thân đây là của con. Nhưng mà thưa quý vị, thân đây phải là của mình không? Mà là của ai? Của Chúa phải không? Của Chúa. Dạ, cảm ơn quý vị. Như vậy chúng ta phải xác nhận rõ mục đích của chúng ta.
chúng ta thuộc về Chúa. Vậy quý vị cùng tôi hãy dâng thân thể mình và chú tâm vào cái việc hầu việc Chúa chúng ta. Chúng ta mỗi người luôn tự hỏi chính mình rằng Chúa muốn con làm gì. Chúng ta đừng có nghĩ cao xa, đừng có đi chỗ này chỗ kia trơn đó. Chúng ta ở tại hậu thánh này, Chúa cho đặt để con ở đây để làm cái gì? Con có làm vinh hiển danh Chúa hay không? Con có làm đẹp lòng Chúa hay không? Làm có nhiều người hỏi tôi, ôi thầy ơi, làm sao tôi biết Chúa là đẹp? Cái câu trả lời rõ ràng quý vị. Quý vị làm đẹp lòng anh em của quý vị là đẹp lòng Chúa đó. Quý vị gây dựng anh em quý vị là quý vị đẹp lòng Chúa. Quý vị sống có tình yêu thương, có sự hiệp một, đó là đẹp lòng Chúa. Quý vị không cần phải đi chỗ khác. Có những người tôi thưa quý vị, không, tôi không hiểu họ liên thiên như thế nào tôi không biết. Có nhiều người nói thôi tôi đi chỗ khác để tôi làm truyền giáo thế này. Cái đó không gì sai quý vị ơi. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa dạy cho chúng ta là hãy ở thành Jerusalem trước, trong gia đình chúng ta trước, hữu thánh chúng ta trước, rồi chúng ta để nghe khác. Dạ. Xin Chúa cho chúng ta tự hỏi mình rằng con sống vì cớ ai? Con làm đẹp lòng Chúa, con làm đẹp lòng người khác ai? Tôi nhớ câu chuyện hết sức là rõ quý vị. Một hình ảnh hết sức tuyệt đẹp về một người nhạc sĩ dương cầm trong buổi hòa nhạc đó. Thì khi mọi người đứng lên vỗ tay tán thưởng anh lần đầu tiên thì anh ngồi yên lặng và cúi đầu. Lần thứ nhì anh cũng đàn và đàn rất hay thì người ta đứng dậy tán thưởng anh. Thì anh đứng lên tươi cười và chào đón mọi người. Thì có người hỏi rằng tại sao lần trước chúng tôi anh đàn rất hay, chúng tôi cũng tán thưởng anh nhưng mà anh vẫn ngồi im. Thì người nhạc sĩ ôn tồn thưa rằng mắt tôi đương hướng về phía trên, thầy của tôi đương ngồi phía trên. Lần đầu tiên thì thầy tôi yên lặng, nhưng mà lần thứ nhì thì thầy tôi đứng dậy mỉm cười. Đó là mục đích của tôi, làm muốn làm đẹp lòng tôi. Tôi chỉ mong làm cho thầy tôi đẹp lòng. Mà đó có phải là cái câu hỏi cho chúng ta mỗi người đây? Có phải chúng ta muốn làm Chúa đẹp lòng không? Chúng ta có phải là tôn cao Chúa không? Nếu không thì xin Chúa giúp cho chúng ta